phấn đấu và vượt lên và chiến đấu với những cái thành phần bao que xỏ lá. Ngày nào các bạn còn thấy tôi livestream trò chuyện là ngày đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Ngày nào mà các bạn không thấy tôi nữa đó là biết là xong rồi đó. Nhưng mà tôi không có sợ đâu, đối với mấy cái thành phần bao que xỏ lá này tôi căm phục tụi nó dã man. Nói đến tụi nó là tôi căm phục, tôi căm phục khủng khiếp. Toàn là một cái lũ mà gọi là ô hợp dã man, một cái bọn nó có thể nói cái sự ô hợp đó không cách nào mà diễn tả nổi cái sự ô hợp của lũ chống cộng bao que xỏ lá. Từ đời cha tới đời con không cách nào mà diễn tả, không có thể mà bút mực nào mà diễn tả hết được những cái xảo trá lưu manh của cái bọn mà bao que xỏ lá ở Mỹ. Nó phải nói là nó thủ đoạn và nó rất là dạ tài khủng khiếp, không bao giờ nhà nước Việt Nam mình vẫn đón chào những người con xa xứ trở về với quê hương chứ không phải là không, nhưng mà tin tưởng vào để trông chờ vào Việt Kiều, gọi là Việt Kiều mà để mà trở về mà gọi là góp bàn tay xây dựng đất nước, tôi thấy rất là hiếm. Nó có nhưng mà hiếm. Các bạn thấy có một số giới trẻ họ quay trở về Việt Nam phải nói là khâm phục và khâm phục. Họ sẵn sàng bỏ những cái đồng tiền lương 200.000 đô một năm, 100.000 đô trở lên cho tới 200.000 đô trở lên một năm, họ sẵn sàng bỏ để trở về Việt Nam để đặng mà làm những công việc với cái nghề nghiệp lương tâm mà họ cảm thấy phục vụ cho quê hương. Khánh ơi, ăn xong chưa Khánh ơi? Khánh. Tại vì họ là những con người có trình độ, có kiến thức. Khánh ơi. Mình kêu gọi. Khánh. Dạ. Tôi nghĩ rằng phải nói là họ đáng được trân trọng. Còn những thành phần mà chiến kiều cấm cộng, những thành phần mà bao que xỏ lá thì hỏi ơi cái đường này, cái tuổi này nó làm sao đi? Đầu óc của nó mấy cái gì đó. Đâu rồi? Thế thì ra làm nhanh lên. Cho nên trên mạng này hay là ở ngoài đời Việt Nam gì, các bạn đừng có quá tự tin vào Việt Kiều. Không trông chờ đất nước Việt Nam mình, mặc dù lời kêu gọi của Đảng và nhà nước Việt Nam với mục đích là kêu gọi với mục đích là cái vấn đề mà tâm lý chiến mà anh chị em các bạn gọi là niềm tin chiến lược, đồng ngoại tệ mình kêu gọi như vậy để tạo cái điều kiện đồng ngoại tệ nó chảy về Việt Nam. Thương trường nó là chiến trường là vậy. Sở dĩ cái người cộng sản của mình nó hay là chỗ đó, mình biết rằng kẻ thù tìm đủ mọi cách để phá hoại quê hương đất nước của mình đấy. Nhưng mà mình vẫn mở cửa và kêu gọi họ quay về đấy. Có điều có nguyên nhân và mục đích chính hết. Tại vì đồng ngoại tệ tự nhiên họ xách về, các bạn thấy đi, nó đổ vô cái nền kinh tế, nó xoay vào trong cái nền kinh tế, họ đổ về họ ăn xài. Thì những cái quốc gia như Mỹ hay là những cái quốc gia khác trên thế giới cũng vậy, nó kêu gọi khắp cả thế giới người này người nọ, dù là kẻ thù của nó vẫn cho vào, nó vẫn cho vào, nhưng mà nó theo dõi à, các bạn thấy không, nó cho những cái dân tộc khác, ngay cả những hội nhóm hồi giáo cực đoan, nó vẫn để hở mà cho những người đó vào được trong nước Mỹ chứ không phải là không, nhưng mà nó theo dõi, nó hay là cái chỗ đó. Cái bởi vì cái người lãnh đạo bây giờ người ta giỏi là giỏi cái chỗ đó, chứ không phải là mình hở ra là bế quan thỏ cạn, không phải thở ra là mình cứ đóng cửa chơi mình. Cái đó là xưa rồi, cái đó là xưa, bây giờ thời kỳ nó gọi là chủ nghĩa toàn cầu hóa. Người nào biết khôn
khi sống gọi là khôn nhờ dạy chịu. Nhưng mà cái lũ bao que xỏ lá, cái đám chống cộng bên Mỹ thì thôi, còn là cái đám gọi là ăn bám. Đa số tụi nó tôi thấy là ăn bám. Mấy cái đàn phần mà nó ăn bám vào phúc lợi xã hội đó, nó bỏ đích Mỹ dữ lắm. Nó đi đâu nó cũng đội Mỹ trên đầu. Mà nói về nước Mỹ đó, nó sợ lắm. Nói về nước Mỹ nó nhảy cái tân lên. Còn những người mà người ta đi làm, người ta đi làm phổ thông hay ta làm công việc đời sống người ta, người ta làm gọi là tất tần tật, người ta sống nó rất là thực tế. Bởi vì họ nghĩ là họ đồng tiền của họ, họ làm ra, họ đóng thế và họ cứ vậy và họ hài hòa trong cuộc sống. Chứ không phải giống như mấy cái đám mà bao que sổ lá mà ngồi đó ăn tiền phúc lợi xã hội mà lên mạng rồi nổ. Ồ, ở bên Mỹ sướng lắm, cái gì cũng được chính phủ cho, cái gì cũng được chính phủ cấp. Bởi vì tại sao thằng Mỹ bây giờ nó chở cái đời sống kinh tế và cái xã hội Mỹ ngày lúc người ta đóng thế cao, xu cao thế nặng và những cái cuộc sống nó càng lúc nó càng khó hơn. Tại vì chính phủ càng lúc càng gánh nhiều những gánh nặng, gánh những gánh nặng về phúc lợi xã hội quá nặng nề. Mặc dù tìm đủ mọi cách để giảm, nhưng bên này thì nó xịt bên kia. Đấy, thành ra nó cứ phải nợ nần thì phải chồng chất, phải in trái phiếu ra bán, in trái phiếu ra bán trái phiếu đó là phải trả tiền lời cho người ta. Đấy, thì những gánh nặng đó nó đè trên vai của những người lao động. Cho nên làm sao phải duyệt để phải cải tổ cái nhóm mà ăn hại, cái đám mà ăn hại để bớt đi những gánh nặng cho mày. Những cái cách mà chúng tôi làm tôi nghĩ là tôi cũng giúp nước Mỹ chứ không phải là không. Thành thần cặn bã không có nào giúp nước Mỹ là chống lại những thành phần bao que xỏ lá quân cho đơn vị. Nam Thanh Niên sinh năm 1996, quê ở xã Thái Đào, đã lên xe bao để chuẩn bị tỏa hạt. Người Việt của mình là dùng hơi bị dội, người Việt của mình có mình chỉ nói là những điểm dẫn pháo tên trong danh sách quá dội. Nghe thời điểm đó, làm thì lãnh tiền mặt, thì khai tiền là tôi thấy khai đến kia ở trên đó rồi. Bởi vì Mỹ người ta còn khám tiền là một lần đó, hiểu chứ? Còn khá một lần á, các vị hiểu chưa? Ở tại công xã phường đồng chất của các vị đó, nhảy người ta khá một lần rồi đúng không? Là mấy cái máy casino nó quay vậy. Không có danh sách chính thức mà nó đi rồi, sao là gì? Nó quay lên nó không chứ? Nó chuẩn bị là bắt nó đi. Nó quay lên. Ôi bà la các thứ. Nhưng mà càng nói là càng. Hôm nay chiều 6 bên này thì mình thì bây giờ trời bắt đầu qua mùa xuân bên này, cho nên thích cái câu kéo tàu đi câu. Mẹ giờ này kéo tàu đi câu mai về sớm, nhà chưa thấy ai là livestream cho nên là livestream trò chuyện với anh chị em các bạn. Chúc anh chị em các bạn gặp được nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần ở quê nhà.